Với một hành trình đầy khát vọng và sự cố gắng không ngừng, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chính thức đăng quang tại giải bóng đá hàng đầu Việt Nam V-League 2023. Kết quả hòa 1-1 trong trận đấu với câu lạc bộ Thanh Hóa ở vòng hạ màn đã đủ để đội bóng này giành ngôi vị cao nhất. Với 38 điểm tích lũy sau 20 trận đấu căng thẳng, Công an Hà Nội cùng với câu lạc bộ Hà Nội cùng có số điểm nhưng vượt qua đối thủ nhờ hiệu số bàn thắng bại ấn tượng. Câu lạc bộ Viettel cũng ghi dấu ấn với 32 điểm, giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Một lời chia tay không trọn vẹn đến với câu lạc bộ Đà Nẵng với chỉ 14 điểm, trong khi Quảng Nam đã có tên trong danh sách tham dự V-League. Nhìn lại quá trình thi đấu của câu lạc bộ Công an Hà Nội, không thể không nhắc đến sự xuất sắc của đội bóng ngay sau khi thăng hạng V-League 2023. Với những bản hợp đồng chất lượng như Văn Hậu, Văn Thanh, Tấn Sinh, Tiến Dục, Ngọc Đức, Văn Đức, Quang Hải và cả các ngoại binh Rafael Sesset, Gustavo và John Klee, đội Công an Hà Nội đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh như câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Thanh Hóa để đăng quang. Không chỉ dừng lại ở việc thể hiện sức mạnh trên sân cỏ, câu lạc bộ Công an Hà Nội còn chứng minh khả năng chiến thắng trong những trận đấu quan trọng. Những chiến thắng quan trọng trước câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Viettel ở giai đoạn 2 đã giúp Công an Hà Nội xây chắc ngôi đầu. Hướng tới vòng cuối V-League 2023 với lợi thế 2 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Hà Nội, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tự tin bước vào trận đấu với câu lạc bộ Thanh Hóa. Trận hòa này đồng nghĩa với việc câu lạc bộ Hà Nội không thể vượt qua câu lạc bộ Viettel một cách đáng kể ở cuộc đua vô địch, giúp đội bóng này giữ vững ngôi đầu sau một mùa giải đầy cạnh tranh và khó khăn.